Dạ, xin chào Hội Thánh. Chúng ta bước vào thời giờ để học tiếp tục học lọc bài về đức tin. Đây là lúc mà chúng ta sẽ cần đức tin, chứ không phải là khẩu trang. Và tôi nói với anh chị là một cái tiết lộ động trời của Trung Quốc ở đây là vũ khí sinh học. Cho nên là nó không phải là virus, khẩu trang không ăn thua gì chứ. Mà anh em có né ở đâu cũng không được. Cho nên chỉ có đức tin Chúa thì mới chúng ta được bảo vệ thôi. Ở đây là một cái gọi là một cái tiết lộ rất là động trời của Trung Quốc. Bây giờ chúng ta đến cái phần đức tin tiếp theo của Isaac. Chúng ta cùng xem Sáng Thế Ký đoạn 26 từ câu 26 chấm câu 33. Từ câu 26 cho đến câu 33. Máy của chúng ta nay nó bị trục trặc cho nên là không, hồi tối còn chiếu bài được mà. Sáng Thế Ký 26 câu 26 cho đến câu 33. Cho nên chúng ta phải dùng Kinh Thánh nha. Cái phần bình. Hả? Không. Được rồi, không sao, chút xíu mình sẽ lấy cái máy dự phòng. Máy dự phòng gì kia. Chúng ta cùng đọc với nhau theo thầy đối đáp. Anh em có Kinh Thánh thì chúng ta cùng đọc với nhau nha. Tôi xin đọc trước. Đấy. Có Ahusat và Phicon. Chúng tôi đã thấy rõ ràng Đức Giê-hô-va phù hộ người, nên nói với phải có một lời thề giữa chúng tôi và người để chúng ta cất ước với người. Isaac bày một bữa tiệc, các người đồng ăn uống. Cùng trong ngày đó, các đầy tớ của Isaac đem tin cho người hay về giếng họ đã đào rằng chúng tôi đã thấy có nước. Dạ. Chúng ta trong tuần rồi chúng ta đã nói về cái đức tin của Isaac. Đó là ông đã đi đến nơi đâu thì ông lập đền thờ hay là bàn thờ tại đó. 23-25 đó thì chúng ta thấy Isaac với Esau và đi tới luôn là bắt xin lỗi cái máy, rồi đợi một chút lấy cái máy dự phòng đi, đây quan trọng hơn, bỏ đây
chút xíu chúng ta có máy dự phòng. Thì máy nó bị lâu ngày nó sẽ hư. Cho quyền của thế tục hãy quên đời này. Họ thích họ. Không bao giờ. Chúng ta chính quyền Trung Quốc thì hội đoàn nào mà chính quyền của Trung Quốc là sẽ bắn phá hoặc tấn công và dẹp đi. Chẳng hạn như là Pháp cũng là một cái gọi là họ luyện sức khỏe thôi mà họ bị bắt bớ. Rồi Cơ Đốc giáo, nhưng Cơ Đốc giáo ở Trung Quốc có năm hai thống kê là Cơ Đốc giáo ở Trung Quốc đã phát triển lên 100 Cơ Đốc nhân là Trung Quốc thời điểm đó là khoảng 1.1 tỷ và thì khoảng 70 triệu đảng viên là tín đồ Cơ Đốc, là 130 Cơ Đốc. Cho nên hội thánh phát triển lên thế tục không bao giờ họ đồng ý. Chúng ta mãi mãi có để chắc vì không nghe phát triển của con dân của Chúa. Họ chắc sự phát triển của Hoàng Thánh. Cho nên có 16 và cho đức tin Chúa mỗi một bước. Một chút sẽ xin lỗi là chứ không phải lúc nào anh chúng ta sửa tới sửa lui nữa, không chúng ta hát cũng được nữa. Anh em, dạ. Tôi sẽ tiếp tục phần kinh thánh này. Ủng hộ hội thánh của Chúa, ủng hộ của những người của đức tin, ủng hộ dân giỏi của những người của đức tin. Họ là họ không thể thì họ không ủng hộ và là có gì. Nhưng mà khi mà thì bắt đầu họ có một cái sự kết nối hòa hoãn lại. Cuối thập niên 70 qua thập niên 80 hội thánh Chúa bị bớt kinh hoàng. 90 là đỉnh điểm bớt. Nhưng bị bắt, bị giam, thậm chí thủ tiêu. Mà những người tôi tới Chúa ở vùng miền cao không có ngày về. Mà 2005 hội thánh của Chúa phát triển và Việt Nam kết nối với thế giới được 15 năm thì chúng ta thấy rằng là họ không thể nghe thánh của Chúa được, cho nên bắt đầu ra 01. Rồi tiếp theo mới có luật của tôn giáo. Và một lần nữa khi hội thánh thịnh hơn thì vua của Satan, là vua của đời này, vua sẽ vào tính để có thể làm tổn hại đến hội thánh, ngăn trở hội thánh. Nhưng có tổn hại đến đức tin của chúng ta khi chúng ta có đức tin ở trong Chúa và đã tiếp ngày trong đời sống mình. Không được. Không em ra khỏi đời sống này được. Chỉ Chúa ra mình thôi.
ai lấy Chúa ra khỏi mình được. Đó là sự chết. Sự chết nữa. Sống chết. Và cho dẫu chúng ta có sợ hay không sợ sự chết vẫn đến bình thường. Tại vì đó là quy luật. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Nhưng những người tin nhận Chúa Giêsu thì chết nhưng mà không bị phán xét, đó là điều quan trọng. Cho nên tin Chúa và chối Chúa đó là quyền của chúng ta. Nhưng chúng ta chối Chúa thì chúng ta cũng chết và bị phán xét. Còn người tin Chúa giống như Ê-tiên chấp nhận bị ném đá. Nhưng mà Ê-tiên vẫn giữ vững lòng tin nơi Ngài và chúc phước cho những người ném đá mình. Và Chúa đón tiếp Ê-tiên về với Ngài. Cho nên chúng ta phải loại bỏ cái sự sợ hãi ra khỏi đời sống của mình. Khi anh em không có tin cậy nơi thế quyền, chúng ta không có nương nhờ nơi thế quyền, thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời bắt đầu ban phước cho chúng ta, giống như là Isaac vậy. Abimelech đuổi Isaac ra, không còn ở trong cái chốn đó nữa, thì Isaac bắt đầu đi ra. Isaac bắt đầu đào giếng, bị tranh giành đào giếng, bị tranh giành đào giếng, bị tranh giành. Và cuối cùng gì? Cái đó nói rằng Đức Chúa Trời đã để Isaac nó rộng rãi. Và tại đó ông đặt cái tên của cái giếng đó tên là Rehoboth, có nghĩa là rộng rãi. Sự rộng rãi ở đây không chỉ nói về cái địa danh, nhưng sự rộng rãi nó bắt đầu từ ở bên trong tấm lòng và nó ảnh hưởng ra. Cũng giống như Gia-bê vậy. Kinh Thánh nói rằng Gia-bê được sanh ra trong sự đau đớn, ở trong sự ký nhất đoạn 4 câu 9. Và mẹ người đặt tên người là Gia-bê. Thì cái từ Gia-bê có nghĩa là người đau khổ. Bản thân ông bị sanh ra, ông không có sự chọn lựa. Nhưng mà khi sanh ra thì cha mẹ đã áp đặt ông một cái tên, đó là người đau khổ. Khi ông lớn lên thì ông biết được rằng cuộc đời của ông không được phước, cho nên ông bắt đầu ông cầu nguyện. Chúng ta còn nhớ là cầu nguyện của ông có 5 điểm. Thứ nhất là gì? Nguyện Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn. Nguyện tay của Chúa phù giúp tôi, giữ tôi khỏi sự dữ, để tôi không còn bị buồn rầu, không bị tổn thương nữa. Mà chúng ta nói gì? Đức sư ông Phan, Ngài làm y như điều mà Gia-bê đã cầu nguyện. Đức sư ông Phan làm y như điều Gia-bê cầu nguyện. Như vậy thì khi chúng ta thấy cái bờ cõi chúng ta chật hẹp, chật hẹp đôi khi do cái quyền lực của thế lực của đời này, của ma quỷ, nó có thể dùng người này người kia và nó làm cho hãm ép cái sự ảnh hưởng của chúng ta, hãm ép cái sự phát triển về thuộc linh của chúng ta, hãm ép cái sự phát triển về thuộc thể của chúng ta. Và anh chị em làm gì? Isaac làm gì? Chúng ta thấy rằng Isaac vẫn tiếp tục nương cậy nơi Chúa và ông vẫn thờ phượng Chúa ngay trong lúc người ta đuổi ông ra khỏi cái nơi ông cư trú, khỏi nơi ông hưng thịnh. Và ở trong từ câu 26 trở đi thì chúng ta có một cái sự gọi là đảo ngược tình thế. Đảo ngược tình thế. Ở trong câu 16 thì Abimelech đuổi Isaac ra khỏi nơi đất nước của ông. Nhưng mà câu 26 thì tình thế được đảo ngược. Vua Abimelech ở Rera đi đến viếng Isaac, có Abusab bạn mình và Phi-côn quan tổng binh mình đi theo. Như vậy chúng thấy cái đoàn tùy tùng này đông và mạnh không? Quyền thế phải không ạ? Vua nè, quan tổng binh tương đương với bộ trưởng bộ quốc phòng. Rồi bạn của vua nữa cùng đi với ông. Đi đến để làm gì ạ? Đi viếng Isaac. Ngày trước là gì? Đuổi Isaac. Và bây giờ là gì? Đi viếng Isaac. Cái tình thế được đảo ngược. Chúa Giêsu đã khẳng định về điều này cho chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 11 câu 25. Giăng 11 câu 25 nói gì ạ? Ta là sự sống lại và là sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Cái từ sự sống lại đó trong nguyên nghĩa có nghĩa là đảo ngược tình thế. Lấy lại gì đã mất, giành lại gì đã bị cướp. Đứng thẳng lên một lần nữa và làm cho sống lại. Tôi sẽ lặp lại, cái từ sự sống lại có nghĩa là đảo ngược tình thế. Lấy lại những gì đã mất, giành lại gì đã bị cướp. Đứng thẳng lên một nửa và sống lại. Anh chị em có từng bị những người thân của mình chưa có Chúa ức hiếp không? Vâng, sao để Chúa bảo vệ cho bên vực mình? Đó là cầu nguyện, nhưng mà cái sự bắt bớ gia tăng, đừng lo. Bởi vì Đức Chúa Trời cho phép gia tăng để đức tin chúng ta cũng gia tăng nữa. Nếu không có sự hãm ép đó, chúng ta không bao giờ nương cậy nơi Chúa hết lòng đâu. Và khi chúng ta nương cậy nơi Chúa hết lòng
thì lúc bây giờ Chúa sẽ binh vực chúng ta và Ngài sẽ đảo ngược tình thế. Như Isaac, Chúa đã đảo ngược tình thế cho Isaac. Một cái điều mà sứ đồ Phaolô đã cho chúng ta ở đây, làm sao để Chúa có thể chiếu sáng chúng ta. Chúng ta xem episode đoạn 5 câu 14. Hoàng Anh ơi, chắc Hoàng Anh giúp mở cái máy lạnh. Episode đoạn 5 câu 14. Cho nên có chép rằng: ngươi đừng ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Ngươi đừng ngủ thì ngươi hãy thức dậy, rồi hãy vùng dậy từ trong đám người chết. Cái đám người chết ở đây chính nói về những người bị ngủ thuộc linh. Nó không phải là cái người chết nằm ở phần mộ. Nhưng mà ngươi đừng ngủ, ngủ mê trong cái chiến thắng, ngủ mê trong sự thành công của ngươi, ngủ mê trong cái điều mà chúng ngươi, các ngươi nương nhờ. Thì bây giờ Chúa gọi cái đó là gì? Ngươi đang ngủ ở trong đám người chết. Một đám người đó nhưng mà không có sự tin kính Chúa, thì đó là Chúa nói là đó là người chết. Như vậy chúng ta làm sao để chúng ta có thể có một sự đảo ngược tình thế này? Hãy thức, nhưng mà thức chưa đủ, vùng dậy. Một người thức vẫn còn nằm trên giường, đúng không ạ? Chúng ta không thể nói người đó ngủ vì nó thức, nhưng mà người đó vẫn còn nằm đó, vẫn còn trở qua trở lại, nướng qua nướng lại, nướng tới nướng lui, phải không? Nhưng mà khi nào thì Chúa sẽ chiếu sáng người đó, vứt khỏi đám người chết, tức là trỗi dậy. Người ta đang nương nhờ nơi con người, người ta đang tôn cao con người, thì bất phải có lối đi riêng. Chúng ta phải vùng dậy và tôn và thờ phượng Đức Chúa Trời. Sự mạnh mẽ trong đức tin này, chúng ta không có lập lửng ở đây. Đừng sợ, Isaac đã dám đứng lên vì danh của Chúa, dám tới Abimelech vì danh của Chúa. Thì bây giờ Abimelech phải tìm đến Isaac để cầu hòa với Isaac. Có đảo ngược thế, nếu chúng ta là người tin cậy nơi Chúa một cách hoàn toàn, đức tin nửa vời không bắt điều gì từ nơi Chúa. Chúng ta xem ở trong sách Gia-cơ đoạn 1 câu 6 câu cho đến câu 8: nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đó. Người như thế cho nên tưởng mình lãnh vật gì từ nơi Chúa, ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Cho nên đức tin mà lấp lửng không bao giờ nhận được một cái quyền năng mạnh mẽ và đảo ngược được tình thế. Đức tin xác quyết mới là đảo ngược được tình thế. Câu chuyện mà chúng ta đã từng nghe đó là Daniel và ba bạn của ông. Một kia, vua đem, Nebuchadnezzar đem tất cả những cái thức ăn ngon lành đến cho ông và ba bạn của ông để ăn. Daniel đoạn 1. Nhưng mà ba bạn của ông làm gì? Và từ chối cái thức ăn đó. Cái lý do mà họ từ chối đó là vì cớ trước khi đem thức ăn cho họ ăn thì những người mà đem thức ăn đó đã cúng cho thần tượng. Cho nên ba bạn của Daniel quyết định không ăn. Và họ xin với cái người mà cho họ ăn đó, nói rằng là cho chúng tôi 10 người, 10 ngày ăn rau và uống nước thôi. Quyết định không ăn thức ăn đó. Tất cả thức ăn đó quý vị ăn đi, nhưng mà riêng chúng tôi, cho chúng tôi 10 ngày ăn rau và uống nước. Và Kinh Thánh ghi như thế nào chị em? Câu số 15, Daniel đồng 1 câu 15: 10 ngày ấy đã qua rồi, thấy mặt họ lại có vẻ xinh tươi, đầy đặn hơn mọi trai trẻ khác đã ăn đồ ăn ngon vua ăn. Câu 17: và Đức Chúa Trời ban cho bốn người trai trẻ đó được thông biết, tỏa sáng trong mọi thứ học thức và sự khôn ngoan, cũng biết được mọi sự hiện thấy và chỉ bảo. Họ ăn cái gì để họ được phước, để họ được khôn ngoan? Họ ăn rau. Chúng ta muốn áp dụng thuộc thể cũng được, nên ăn rau thì chúng ta sẽ đẹp hơn, phải không ạ? Da mẻ hồng hào hơn và được khôn ngoan. Nhưng mà ở đây không phải sự khôn ngoan đến từ rau. Hình nhớ sự khôn ngoan đến từ rau, mà sự khôn ngoan đến từ gì? Kính sợ Đức Chúa Trời. Kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan. Cho luôn luôn lòng chúng ta phải kính sợ Chúa. Đừng đổi sự kính sợ Chúa với một cái thứ vật chất.
Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ ghi công chúng ta, Đức sẽ chấm điểm chúng ta qua những cái hình thức đó. Có ai cám dỗ mà đem kho khô quẹt cám dỗ mình không? Có không ạ? Có ai cám dỗ mình mà lấy iPhone 3 đi lại cám dỗ mình không? Hay là iPhone 11 Pro Max? Sự cám dỗ luôn luôn nó có một gì đó hấp dẫn. Sự cám dỗ luôn luôn có gì đó khiến cho người ta phải có một sự so sánh và chọn lựa. Mà Chúa Trời cấm không cho người ăn thức ăn này, đây bà nói không, Chúa cho ăn đó, nhưng một mai người ăn e người chết chăng? Không có đâu, không có chết đâu. Nhưng mà Đức Chúa Trời biết rằng khi hai người ăn thì mắt hai người sẽ mở ra và hơi người có sự khôn ngoan bằng Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy kinh khủng không? Chính cái điều đó mới hấp dẫn. Cho nên chúng ta thấy rằng là khi mà Daniel và ba bạn của ông quyết định để không ăn thức ăn mà vua gửi đến, đó là loại thức ăn cực kỳ là ngon, tẩm bổ dành cho những người có học thức. Để chi vậy? Họ sẽ trở thành những quan để cùng cai trị với vua ở trong đất nước của ông. Nhưng mà những bạn của Daniel quyết định từ chối. Trở lại ở trong Sáng Thế Ký thì anh chị em thấy rằng khi mà thế tục không thể nhận chìm anh em được thì lúc bây giờ họ phải cần đến anh chị em. Nhưng mà lòng của Isaac là gì? Isaac luôn luôn kính sợ Đức Chúa Trời và ông đã lập bàn thờ thờ phượng Chúa. Isaac học đòi từ nơi cha của mình là Abraham, đi đến đâu đều lập bàn thờ để thờ phượng Chúa. Anh chị em đến đây chúng ta thờ phượng Chúa, nhưng mà ở nhà chúng ta có thờ phượng Chúa không? Chúng ta ở tại nơi công ty chúng ta có thờ phượng Chúa không? Thờ phượng Chúa đây không phải chỉ là hát, không phải. Phao-lô nói như thế này ở trong Roma đoạn 12 câu số 1: vậy hỡi anh em, tôi khuyên anh em dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đó là lối sống. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời mà đẹp lòng nhất đó là lối sống, chứ không phải ca hát. Sự thờ phượng là lối sống để bày tỏ Chúa ra. Nếu chúng ta xấu hổ việc mà chúng ta bày tỏ Chúa ra thì Chúa nói ta cũng xấu hổ không có, ta cũng xấu hổ để bày tỏ các ngươi với cha ta trên trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 10 như vậy Chúa nói. Như vậy thì lối sống của chúng ta ở nhà, ở hội thánh hay ở công ty, bất cứ lúc nào chúng ta đều phải tôn trọng Chúa. Tôi thấy ở nhà thì khi mỗi lần chúng ta cầu nguyện để cảm ơn Chúa về ăn uống, chúng ta cầu nguyện lớn lắm. Nhưng mà khi ra ngoài chúng ta đâu dám cầu nguyện lớn, đúng không? Đi vô đám tiệc cái chúng ta nhìn ra đây, thôi mạnh ai để xử nha. Tức là gì? Mạnh ai mới cầu nguyện, bắt đầu làm gì? Bóp trán. Bóp trán. Biết bóp tráng là gì không? Hả? Dạ, bóp tráng là vậy nè. Cúi xuống đang lấy cái này che cái miệng. Ôi, cảm ơn Chúa cho con thức ăn này. Nhân danh Chúa Jesus, amen. Không cần thiết cái đó mình làm vậy là người ta ghét. Không cần quan tâm tâm vấn đề đó. Không cần xin phép gì. Mình cầu nguyện là cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Không cần xin phép gì cả. Thí dụ có thức ăn, tạ ơn Chúa ngài ban cho con đồ ăn này. Đức Chúa Trời đấng tạo dựng nên vật thực và nên con người chúng con biết ơn ngài, chúng con nhận lấy nhân danh Chúa Jesus Christ, amen. Chứ không có nói là xin phép gì, họ đâu có phép để mà mình, họ đâu có quyền để mà cho mình phép để cầu nguyện, đúng không? Dạ, yeah. Chúng ta cứ cầu nguyện cảm ơn Chúa mình ăn, chứ không phải mình lo làng lên, mình mở lo cho thật lớn làng cho người ta chửi mình. Cái đó là cách mình khôn ngoan trong cách xử lý. Ý tôi muốn nói là gì? Có nhiều người không dám thậm chí vô bàn ăn rồi nhìn qua nhìn lại rồi ăn luôn, không dám nói, không dám bày tỏ đức tin của mình ra một lời tạ ơn Đức Chúa Trời, không dám. Anh chị em mình thấy là mình còn thua người Công giáo. Người Công giáo họ đi bất cứ nơi đâu họ làm gì? Cái điều đó không có trong Kinh Thánh, Chúa không dạy, nhưng cái điều đó là thể hiện đức tin của họ. Người Hồi giáo một ngày năm họ nhìn thấy ánh mặt trời và họ hướng về đền thánh điện Mecca. Họ quỳ xuống cầu nguyện bất cứ ở đâu. Ở sân bay họ cầu nguyện theo sân bay. Ở trên máy bay họ cầu nguyện theo trên máy bay. Đúng giờ đó họ cầu nguyện. Đúng giờ họ cầu nguyện một ngày 5 lần, chứ không phải ngày 3 lần như là Daniel đâu. Nhưng mà chắc chắn họ thua Phao-lô. Tại Phao-lô nói gì? Vui mừng mãi mãi và cầu nguyện không thôi là thua Phao-lô. Cho nên chúng ta dám đánh đổi.
chúng ta dám trả giá thì Chúa Ngài sẽ dám hành động. Cái cụm từ nó là hãy vùng dậy từ trong đám người chết đó, trong nguyên nghĩa có nghĩa là đảo ngược tình thế, từ chết sống, từ nằm trỗi dậy, thì Chúa nó ta sẽ chiếu sáng người. Isaac đã dám lập bàn thờ cho Chúa và Chúa đã ban phước cho Isaac. Mặc dầu khi mà ông ở nơi rộng rãi rồi, ông không dừng lại đó anh chị em. Từ nơi rộng rãi ông bước đến một cái sự thờ phượng cao hơn. Chúng ta không bao giờ mãn nguyện với những gì mà mình có, nhưng mà chúng ta thỏa lòng những gì mình có. Thỏa lòng và cho ngay cả nghịch cảnh con vẫn có thể thờ phượng Chúa được. Nhưng mà mãn nguyện có nghĩa là thôi, đủ rồi, bao nhiêu rồi tôi không cần hơn nữa. Nhưng mà thỏa lòng là con cảm ơn Chúa trong hoàn cảnh này và con tiếp tục lên. Và tôi thưa anh chị em một lần nữa, đức tin luôn luôn sẽ có những lúc được thử nghiệm và tăng trưởng, rồi thử nghiệm tăng trưởng cao hơn nữa. Chứ không phải là họ tăng trưởng một hoài đâu. Tăng trưởng thử nghiệm mà cứ liên tục như vậy. Nếu anh chị em là người tin Chúa, anh chị em làm ăn với thế gian này, anh chị em cũng chịu thử nghiệm nữa. Và điều đó là chuyện bình thường. Trong lúc này là lúc mà chúng ta phải trông cậy Chúa nhiều hơn, chứ không phải lúc mà chúng ta ngồi đó chúng ta than vãn. Bởi vì sự than vãn sẽ giết chết đức tin của anh em. Nhưng mà chúng ta tiếp tục nương cậy Chúa ngay cả trong nghịch cảnh, thì Chúa sẽ nâng anh em lên ở trong một độ cấp độ mới. Chúng ta thấy Abimelech đã đến và cầu hòa với Isaac. Isaac nói như vậy: các người ghét tôi còn đuổi tôi ra khỏi nơi mình, sao còn đi đến nhà tôi mà chi? Ủa đuổi tôi bây giờ tự nhiên thì đến đây. Nhưng mà chúng ta thấy là khi bây giờ đến với lại Isaac thì Abimelech đã đi với một cái thái độ khác. Họ trước đuổi ra: ê mày hưng thịnh hơn tao, tao không chấp mèo mày nữa, lui đi ra đi, ra khỏi xứ ta đi. Và bây giờ thấy Isaac hưng thịnh, càng đi ra càng hưng thịnh. Tại vì sao Isaac hưng thịnh? Bởi vì Isaac có Đức Chúa Trời. Và tôi nói cho em, có Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta đi đâu cũng hưng thịnh hết á. Dù có nghịch cảnh một thời gian ngắn chúng ta cũng hưng thịnh nữa. Nếu ở thành phố, Chúa sẽ ban chúng ta hưng thịnh là kiểu của thành phố. Đi lên vùng miền xa chúng ta hưng thịnh vùng miền xa. Và tôi nhìn thấy những cái bàn tay của những con người của Chúa mà với đức tin nơi Chúa, thì Chúa đã ban phước cho họ một cách rất là đặc biệt. Ở giữa cộng đồng như họ luôn luôn chiếu sáng. Đôi khi sự giàu có của họ không hơn cái người kia, nhưng mà cái sự hưng tình, tức là nói về sự bình an, rồi con cái, rồi tất cả mọi thứ ở trong đời sống của họ luôn luôn chói sáng, chiếu sáng. Nó khác với cái sự hưng tình theo thế gian. Chúng đáp rằng: chúng tôi đã thấy rõ ràng Đức Giê-hô-va đã phù hộ người, nên nói với nhau rằng phải có một lời thề giữa chúng tôi và người để chúng ta có kết giao ước với người. Họ nhìn thấy sự hưng thịnh của chúng ta. Khi chúng ta kính sợ Chúa, họ nhìn thấy sự hưng thịnh của chúng ta. Amen. Thì sáng lúc này gọi là một cái đất đai nhà cửa lớn chưa? Chưa. Còn vẫn còn đang đào giếng mà. Vẫn còn đang đào giếng, nhưng mà hưng thịnh vẫn là hưng thịnh. Cái sự hưng thịnh nó không phải là vì vấn đề đất đai, nhưng mà hưng thịnh ở đây tức là cái sự thịnh vượng đến nỗi là người ta nhìn thấy. Người ta nhìn thấy được sự hưng thịnh của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đã biết rằng là người thế gian, như tại tôi nói, hoặc là họ vùi dập, hoặc là họ nâng lên, hoặc là họ hòa hoãn. Thì Abimelech đến với lại Isaac là để hòa hoãn. Chúng ta xem ở đây, chúng tôi muốn kết ước với người, tại vì chúng tôi thấy người hưng thịnh, cho nên chúng ta lập một lời thề. Lời thề như thế nào ạ? Lập một lời thề sao ạ? Hãy thề rằng người chẳng bao giờ làm hại chúng tôi, như chúng tôi không động đến người, chỉ hậu đãi người và cho đi bình yên. Bây giờ người được Đức Giê-hô-va ban phước cho. Isaac bày một bữa tiệc, các người đồng ăn uống. Qua ngày sau chúng dậy sớm, lập lời thề với nhau, rồi Isaac đưa các người đó đi về bình yên. Ở đây họ lập lời thề với Isaac, giống như là nước sông không phạm nước giếng hả? Tôi không biết là chúng ta có nên lập lời thề kiểu này không. Chúng ta hiểu chỗ này hai vấn đề. Một là ranh giới. Kinh Thánh Chúa nói là Chúa dời chúng ta từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực ma quỷ đến Đức Chúa Trời. Và khi nó thuộc về vương quốc sáng láng thì vương quốc bóng tối sẽ không thể nào hãm ép được, đụng chạm đến vương quốc ánh sáng. Đó là một cái ý nghĩa của lời thề. Nhưng cái ý nghĩa lời thề thứ hai
Đó là những người của Abimelech đến để cái cầu hòa là gì? Đừng có làm hại đến chúng tôi. Chúng ta có đưa nên cầu hòa vấn đề này không? Chúng ta có nên lập giao ước này không? Theo ý nghĩa thứ hai này, chúng ta có nên lập giao ước không ạ? Theo tôi không lập. Tại vì khi nó đồng ý lập giao ước này thì chúng ta không thể nào giảng tin lành cho họ được. Có nhiều người họ phá đổ đức tin chúng ta không được rồi. Họ nói thôi, đạo ai nấy giữ nha. Nếu chúng ta đồng ý, chúng ta không thể nào làm chứng cho người họ tin Chúa được. Chúng ta có thể nói, anh nói đạo ai nấy giữ. Rồi, đạo đó anh giữ, đạo tôi giữ, nhưng mà đạo tôi có quyền năng để có thể chạm đến đạo của anh. Chúng ta không thể nào nói rằng là thôi được rồi, rồi tôi hứa tôi không bao giờ tôi làm chứng cho anh, là tôi không bao giờ cầu nguyện cho anh nè. Không phải. Ánh sáng đến là để chinh phục bóng tối, chiếu sáng vào trong bóng tối. Nhưng nếu chúng ta hòa hoãn thì sao? Chúng ta không có thể nào có thể làm vinh hiển danh của Chúa được. Nhưng mà về phương diện về thuộc linh thì chúng ta rõ ràng nó có một ranh giới. Ranh giới đó là ranh giới của quyền năng, ranh giới của sự sống, ranh giới của sự sáng. Và Chúa đặt cái ranh giới đó cho tôi và anh chị em để ma quỷ không được phép chạm đến. Chúng ta có quyền cấm nó, nhưng nó không có quyền cấm chúng ta. Nó cầu hòa với Isaac. Isaac có quyền để chấp nhận lời cầu hòa, hay là lời lập giờ lại giao ước, hay là không lập lời giao ước, là Isaac có quyền. Cho nên đây Isaac đã lập cái lời giao ước với lại Abimelech, cái thế quyền của đời này. Anh sẽ biết có những nơi bây giờ hiện tại đã lập ra một cái gọi là hội liên tôn. Chúng ta có nghe cái tên này chưa? Những ai theo dõi thời sự chắc có lẽ biết. Hội liên tôn là đại diện mỗi một tôn giáo một người đứng đầu để bước vào trong cái hội này. Hội liên tôn đưa ra một cái luật, đó là phải tôn trọng nhau, không được truyền bá đạo cho nhau. Tin lành không được truyền bá cho Công giáo, Công giáo không được truyền bá cho tin lành, Tôn giáo không được truyền bá cho Phật giáo, Phật giáo không được truyền bá đạo cho Công giáo. Và chấp nhận nhau vào trong mỗi một thời gian, một tháng hay là bao nhiêu thời gian đó, họ đồng ý với nhau để họ lập một cái ngày gọi là cầu nguyện chung. Chẳng hạn họ vào tất cả các tôn giáo, đại diện tôn giáo vào trong cái chùa, rồi mỗi một tôn giáo bắt đầu cầu, làm lễ theo cách tôn giáo của mình để cầu cho cái thần của mình. Rồi một thời gian sau thì lại đến nhà thờ, thì các tôn giáo kia cũng vào nhà thờ và họ vô trong nhà thờ. Chẳng hạn như họ mặc đồ tu hành, rồi họ cầm mỏ, họ gõ mỏ, rồi họ đọc kinh, gọi là gì đó, tụng kinh của họ ngay trong nhà thờ Công giáo. Và anh chị em biết tin lành cũng tham gia vào đó, các thầy phái tư gia cũng tham gia vào đó. Như vậy là chúng ta đang một cái hòa ước. Như vậy thì cái người đại diện đó là đại diện cho cái nhóm của họ thôi, chứ không phải đại diện cho Chúa. Nhưng mà họ là chi thể trong thân thể của Chúa. Họ làm như vậy. Rồi chẳng hạn như đám tang của Công giáo, người Công giáo là kỳ đó, một giám mục của Sài Gòn, giáo phận Sài Gòn, họ làm đám tang thì họ cũng làm y như người thế gian thôi, cũng có nhang và thế đại diện VF của mình cũng cầm cái nhang lại và đốt, cắm cái nhang lên luôn. Mình có quyền từ chối không? Có chứ. Chẳng hạn người ta lại đưa nói xin lỗi, tôi không tôi đến đây tôi dự, tôi không cầm nhang, anh hãy cắm đi được không? Cái hành động cầm cái nhang để mà cắm, dù cho vị nể, cũng là một cái hình thức mà đó là sự hòa đồng, hòa hoãn với họ. Rất là nguy hiểm. Và sau này chúng ta sẽ giảng vấn đề gì đây? Rồi thậm chí khen những tôn giáo đó là gọi là những tôn giáo Đức Chúa Trời đã dùng các ông để giúp đỡ cho giáo dân, dẫn giáo dân đi đường sai lạc, mà nó là giúp đỡ cho giáo dân, dẫn giáo dân trong cái sự thờ hình tượng, thờ cúng người chết,
mà đó là giúp đỡ cho giáo dân. Dẫn giáo dân đến thờ con người thay vì thờ phượng một mình Đức Chúa Trời, thì đó không phải, đó là do Đức Chúa Trời ngài dẫn dắt. Đức Chúa Trời dẫn dắt là khi người ta phải tập trung vào trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối, thì đó mới là sự thờ phượng đúng đắn. Cho nên anh em thấy ở đây, Isaac đã có một cái sai lầm ở đây. Đó là ông đã chấp nhận cái sự hòa hoãn với lại cái thế tục. Cái thế tục. Và cuối cùng thì hôm đó họ cũng có được một cái giếng có nước. Bạn đặt tên cái giếng đó là Sipa, có nghĩa là lời thề hay là gọi là giao ước. Cái giếng đó là giếng giao ước. Nhưng mà giao ước là không được làm hại nhau. Trong thế giới thuộc linh, chúng ta không có chấp nhận cái điều này. Chúng ta vẫn tiếp tục vâng theo lời của Đức Chúa Trời, thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là người ta. Phi Phi-rơ và Giăng bị bắt buộc là không giảng về danh của Chúa nữa. Phi-rơ Giăng làm gì? Ông không chống lại cái điều đó, nhưng ông nói thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Ông không chống lại, nhưng mà ông trở về, ông nói là thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Bị đánh đòn, rồi vẫn tiếp tục rao giảng danh của Chúa. Khi chúng ta làm sáng danh Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ đứng về phía chúng ta. Ngài sẽ minh vực chúng ta. Ngài sẽ mở bờ cõi anh em rộng lớn. Nếu anh em đang chịu thử thách, đừng đánh mất mục tiêu. Đừng đánh mất trọng tâm, vẫn tiếp tục trong cậy nơi Chúa. Nếu chúng ta đang bị ngăn trở về vấn đề phát triển hội thánh hay là về vấn đề tài chính, bắt đầu không phải là chúng ta cố chạy nữa, nhưng mà chúng ta bắt đầu dừng lại. Cầu nguyện, lập đền thờ, thờ phượng Đức Chúa Trời. Ưu tiên, lập lại thứ tự ưu tiên. Xin Chúa tha lưu thờ Chúa cho con. Con lập lại thứ tự ưu tiên này. Mà chúng ta đặt Chúa lên hàng đầu, tôn cao Chúa hàng đầu, sự thờ phượng Chúa, thì phước hạnh của Đức Trời bắt đầu trở lại. Và tình thế sẽ được đảo ngược. Ai đang bị trong tình thế đi xuống đó? Có không ạ? Ồ, cảm ơn Chúa Hội Thánh, mình không có ai tình thế đi xuống hết. Tài chánh đang đi lên hết phải không? Ai trong tình thế tài chánh đang đi lên này? Công việc đang đi lên này? Dạ, cảm ơn Chúa. Rồi, những người mà không đưa tay có nghĩa là nó nằm ngang phải không ạ? Xuống lên, không lên nè, về bình. Anh em muốn được động người tình thế không? Dạ, đừng hòa hoãn với thế gian. Không hòa hoãn. Mình dù dừng lại nhưng mà vẫn trong thế tiến công. Và vẫn tiếp tục lặp lại thứ tự ưu tiên, thì chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời ngài sẽ mở chúng ta những cánh cửa mới trong bước đường theo Chúa. Dạ. Khiến cho thế gian họ phải nhờ đến chúng ta, chứ mà chúng ta nương cậy nơi họ, và chúng ta trở thành ngọn cờ đầu trong đức tin và dẫn dắt. Cảm ơn Chúa. Rồi, chúng ta tạm dừng cái bài học của chúng ta ở đây. Bây giờ xin chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Hallelujah. Tôi hướng dẫn bà chị em để công bố lời đức tin để khi chúng ta chuẩn bị để bước vào trong sự thờ phượng ngày hôm nay. Trong danh của Chúa Giê-xu, đấng đặc biệt chúng con ra khỏi tinh thần thế gian, ngài đã dời con từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực Sa-tan đến Đức Chúa Trời. Con thuộc về ngài, thuộc về sự sáng, và sự sáng có quy quyền trong bóng tối. Nhân danh Chúa Jesus Christ, chúng con tuyên bố đời sống của chúng con, đức tin của chúng con mỗi ngày tăng trưởng trong Chúa. Chúng con không chấp nhận sự hòa quản với thế gian, không chấp nhận sự thua bại. Chúng con sắp lại thứ tự ưu tiên để xây dựng đền thờ lòng này, hết Chúa, trung tín với ngài. Và con tin rằng Chúa sẽ nâng con lên, ngài sẽ chiếu sáng con khi con vùng dậy khỏi đám người chết. Đức tin càng thêm đức tin, vinh hiển càng thêm vinh hiển, sức mạnh càng thêm sức mạnh. Con cảm ơn Chúa, xin giúp cho con mỗi bước đi càng chắc chắn, dù hoàn cảnh nào vẫn thờ phượng Chúa, trung tín với ngài. Nhân danh Chúa Giêsu, bởi danh ngài là ngọn tháp kiên cố
Bảo vệ con khỏi mọi bão tố. Bảo vệ con khỏi dịch lệ độc hại. Gìn giữ chúng con trong sự an ninh của Ngài. Bởi vì trong huyết của Chúa Giê-xu, chúng con đã được chuộc. À, bởi huyết của Ngài, tiêu diệt mọi dịch hại của xứ Ai Cập. Nó không có quyền chạm đến dân Israel. Là dân vẫn ở trong Ai Cập, nhưng thuộc về Gô-sen, được bảo vệ, được chiếu sáng, được chăm sóc từ Chúa. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu, con công bố phước hạnh từ thiên thượng, sự sức giàu từ ngay thi ân của Chúa, sự thương xót và ân điển của Ngài tuôn tràn trên chúng con trong ngày thờ phượng này và trong đời sống của chúng con theo Chúa. Con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Rồi, chúng ta nghỉ Gia Lam một chút rồi cho ban thờ phượng chuẩn bị để mà bước vào thờ phượng.